Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng bị khởi tố. Ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, quá trình điều tra bước đầu xác định ông Lê Trường Giang đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao, làm trái quy định về cơ chế quản lý tài chính của khu di tích lịch sử Đền Hùng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định. Cụ thể, ông Giang để công ty trách nhiệm hữu hạn Venus Phú Thọ do ông Bùi Quốc Huy, trưởng phòng tổ chức hành chính của khu di tích lịch sử Đền Hùng, điều hành được hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô điện tại khu di tích. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với ông Lê Trường Giang, 54 tuổi, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Giang bị cơ quan công an tạm giữ từ ngày 14 tháng 5 để làm rõ việc liên quan đến cán bộ cấp dưới. Khi bị bắt, ông Lê Trường Giang đang làm giám đốc, bí thư đảng ủy, khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên để xử lý theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Trước đó, một vụ lùm xùm khác tại cơ quan tâm linh cũng đã khiến dư luận dậy sóng. Cụ thể là cán bộ của Ban Quản lý khu di tích Đền ông Hoàng Mười, biển thủ Tiền Công Đức. Theo đó, ngày 24 tháng 3, Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố cuộc điều tra vụ việc một trong hai cán bộ Ban Quản lý khu di tích Đền ông Hoàng Mười bị tố cáo biển thủ Tiền Công Đức. Đến nay, người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng do hành vi trộm cắp tài sản. Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, trưởng phòng văn hóa, trưởng ban quản lý đền ông Hoàng Mười, lên tiếng xác nhận sự việc và cam kết xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm. Bà Thanh cho biết, hành vi của cán bộ này là vi phạm đạo đức của người làm việc tại đền và sẽ được xử lý đúng theo quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim Khánh, phó ban quản lý khu di tích đền ông Hoàng Mười, tỉnh Nghệ An, có quan điểm trái ngược khi nói rằng hành vi của cán bộ chỉ là kiếm bữa sáng và không có việc che giấu tiền công đức. Bà Thanh nhanh chóng phản đối quan điểm này, nhấn mạnh rằng hành vi vi phạm của cán bộ trong ca trực là không chấp nhận được. Cô cho biết, dù số tiền không lớn, nhưng hành vi mang vào phục vụ lợi ích nhóm là không chấp nhận được. Sau đó, Ban Quản lý khu di tích đã đình chỉ hai cán bộ liên quan đến vụ án. Ngoài ra, để kiểm soát tốt hơn việc quản lý tiền công đức, họ đã lắp đặt camera giám sát tại vị trí thùng niêm phong nguồn tiền và bổ sung biển khuyến cáo du khách không đặt tiền trên các bàn thờ. Các biện pháp này được hy vọng sẽ ngăn chặn tình trạng lạm dụng tiền công đức tại khu di tích. Làm sao quản lý tiền công đức tại cơ sở tâm linh hiệu quả? Công đức khi đi lễ chùa hay tới các cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng là một thói quen từ xưa của người dân Việt. Đây là một khoản đóng góp tự nguyện, hay như người dân vẫn nói là tùy tâm. Để ghi nhận tấm lòng của người dân và du khách thập phương, nhiều khu di tích đã bố trí công tác tiếp nhận công đức chu đáo, cẩn thận, theo cách sắp xếp riêng của mình. Tại đền Bà Chúa Kho, cả năm 2023, khu di tích đã thu được hơn 21,4 tỷ đồng, trong đó đã chi hết 17,5 tỷ để tu sửa các hạng mục xuống cấp tại đền và mua sắm đèn nhang, trả tiền công cho các thành viên làm nhiệm vụ. Năm nay, để tiếp nhận tiền công đức, ban quản lý đã bố trí hơn 10 bàn ghi sổ tại nhiều nơi trong đền. Còn tại đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ban quản lý khu di tích đã mở thêm tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận công đức online. Chỉ chưa đến 10 giây, du khách đã thực hiện xong thao tác. Dù bằng hình thức nào, góp tiền công đức không chỉ là một thói quen tốt đẹp để đóng góp phần bảo tồn cho di tích, mà với nhiều người, việc làm này cũng là để tích đức cho bản thân mình. Nhưng trước đây, việc quản lý và sử dụng tiền công đức gần như không được công khai, minh bạch. Chỉ đến khi thông tư 04 của Bộ Tài chính có hiệu lực, kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2023, công tác này mới được điều chỉnh bởi những quy định có tính pháp lý rõ ràng. Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức, đơn vị tiếp nhận phải mở một tài khoản ở kho bạc nhà nước
hoặc ngân hàng thương mại. Việc ghi chép kiểm đếm tổng số tiền đã nhận phải được báo cáo định kỳ. Các khoản tiền tạm thời chưa sử dụng sẽ được gửi vào kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng. Dù vậy, hiện vẫn còn có nơi chưa mở tài khoản theo đúng quy định. Vì thế, chưa theo kịp xu hướng trong khi hiện nay, nhiều người có thói quen chuyển khoản để thực hiện công đức online. Tại Đền Bà Chúa Kho, thành phố Bắc Ninh, vì ban quản lý khu di tích chưa mở tài khoản tại ngân hàng, nên việc thực hiện công đức online của du khách vẫn chưa thể thực hiện được. Theo truyền thống lâu nay, mọi khoản đóng góp công đức của Đền Bà Chúa Kho đều do Hội Người Cao Tuổi phường Vũ Ninh kiểm soát và quản lý thu chi. Vì chưa có sự thống nhất trong toàn thể thành viên của hội, nên quy định nhà nước đã đặt ra, nhưng cũng đành gác lại bên ngoài cổng đền. Qua đợt kiểm tra mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho thấy, việc quản lý tiền công đức tại các cơ sở di tích trên địa bàn đã có báo cáo thu chi rõ ràng hơn so với trước đây. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở di tích vẫn chưa tiến hành mở tài khoản để tiếp nhận công đức online, theo như quy định của nhà nước. Tháng 7 năm 2023 vừa qua, sau khi triển khai thí điểm tại Quảng Ninh, đã phát hiện những bất thường trong việc tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức tại một số di tích ở Quảng Ninh như Yên Tử, Chùa Ba Vàng. Bộ Tài chính đã đặt ra những băn khoăn về tính khách quan trong quá trình tự kiểm của các cơ sở tâm linh. Đến cuối tháng 10 năm 2023, phía Bộ Tài chính đã hướng dẫn các địa phương kiểm tra tiền công đức trên toàn quốc. Nội dung kiểm tra gồm việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ các di tích và hoạt động lễ hội trong năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là người chỉ đạo việc kiểm tra, còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ gửi báo cáo kết quả cho Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Để quản lý sử dụng hiệu quả tiền công đức, thì ngoài việc kiểm tra, vẫn phải trông chờ vào sự trung thực của những người làm nhiệm vụ trong ban quản lý. Những ngày đầu năm, khu di tích Đền Ông Hoàng Mười ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An luôn đông nghẹt du khách thập phương về làm lễ. Trên các bàn thờ, từ tiền lẻ đến tiền chẵn với đủ loại mệnh giá được dâng lễ. Vì lượng du khách về đây ngày càng đông, nên khoản tiền công đức dâng lên các bàn thờ không hề ít. Chỉ trong một buổi sáng, nhóm phóng viên chứng kiến cán bộ ban quản lý khu di tích nhiều lần đi sắp xếp thu gom. Nhưng điều khó hiểu là tại thời điểm đó, sau khi thu gom, thay vì đưa ngay vào hòm công đức, thì hầu như cán bộ ban quản lý lại mang đi cất ở phía sau ban thờ. Chỉ có một lượng ít tiền lẻ được cầm bỏ vào trong hòm công đức sau đó. Trong căn phòng bảo vệ, luôn có sẵn một vài vỏ hộp bánh được bóc khéo léo một phía, tưởng chừng là thứ bỏ đi. Nhưng với nhân viên ban quản lý đền, thì vỏ hộp bánh lại có một công dụng khác. Chẳng ai nghĩ bên trong hộp bánh mà cán bộ ban quản lý đền cầm trong tay, thực chất đang nhét đầy tiền công đức. Dù quả quyết số tiền cất giấu trong hộp bánh sau đó đã được đưa vào hòm công đức, nhưng sau khi xem bằng chứng ghi lại cảnh tượng, người này rảo bước đưa hộp bánh đã đúc đầy tiền về thẳng phòng bảo vệ, rồi cất cẩn thận trên đầu giường, thì lúc này mới chịu thừa nhận hành vi biển thủ tiền công đức của mình. Với thủ đoạn tinh vi như vậy, ngoài sự việc bị phát hiện tổng số tiền công đức mà nhóm người này lấy được của đền là bao nhiêu, thì chỉ họ mới là người biết rõ nhất. Ngay cả khi trực tiếp tham gia cùng quá trình đút tiền vào hộp bánh, nhưng đến khi bị phát hiện, người này lại đổ lỗi hoàn toàn cho người còn lại. Cách đây 10 năm trước, cũng tại đền ông Hoàng Mười, một vụ tiêu cực biển thủ tiền công đức với số tiền cực lớn đã bị cơ quan công an phát hiện. Sau lần đó, số tiền công đức mỗi năm được ban quản lý thống kê đã tăng gấp hàng trăm lần so với thời điểm trước. Đại diện ban quản lý khu di tích khẳng định, hiện tại, việc quản lý tiền công đức tại đây đã được chặt chẽ hơn dưới sự theo dõi của tổ giám sát với các thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau. Nhưng thực tế, đã đủ sự yên tâm hay chưa thì chưa dám khẳng định vì tủ chứa tiền công đức chưa kiểm đếm, dù đã được niêm phong nhưng lại để trong căn phòng không hề có camera an ninh. Từ tiền lẻ gom thành tiền tỷ, rõ ràng trong bối cảnh các di tích đang cần kinh phí cho việc tu bổ, tôn tạo, tiền công đức tài trợ thực sự là nguồn tài chính quan trọng. Chính vì vậy, dù xác định công tác quản lý còn nhiều thách thức, nhưng các địa phương vẫn đang rất nỗ lực để quản lý hiệu quả. Hòm đựng tiền giọt dầu theo quy định được coi là tiền công đức, cần phải thu gom và kiểm đếm chung về một mối. Nhưng tại đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì lại khác. Vì đã có công góp tiền góp sức để tu bổ khi di tích xuống cấp, nên giờ đây, hai gia đình vốn cùng thủ nhang ngôi đền này mong muốn tiếp tục được quản lý khu nội tự để thu toàn bộ tiền lễ trên các cung thờ. Kiến nghị chưa được ban quản lý khu di tích chấp thuận nên mâu thuẫn đã xảy ra. Thay vì rạch ròi như hiện tại, trước tháng 1 năm nay, tiền công đức tại đền được ban quản lý cũ giao khoán cho gia đình thủ nhang với mức thu 2,5 tỷ đồng một năm. Lỗ thì phải chịu,
còn nếu thu lời thì được tùy ý chi. Trong suốt 10 năm qua, dù kiểm soát toàn bộ tiền công đức của du khách thập phương, nhưng gia đình thủ nhang không đầu tư tu bổ gì thêm. Đến nay, khu di tích đã dần xuống cấp, không tương xứng với di tích lịch sử quốc gia. Chỉ trong vòng 1 tháng 5 ngày vừa qua, kể từ khi thay đổi cách thức quản lý, theo báo cáo của địa phương, tổng số tiền công đức thu được tại di tích đã lên đến hơn 3,2 tỷ đồng. Vậy mà hai gia đình thủ nhang cho biết, đến nay vẫn chưa thu đủ số tiền 13 tỷ đã bỏ ra đầu tư, tu sửa di tích vào thời điểm năm 2015. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.